Vâng, ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video sáng nay của Duy Minh, tài màu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Quý cô chú anh chị ơi, sáng nay thì chị có hai chị cũng mới đến nè, chào chị. Hello chú Tiểu, sáng là chú Tiểu vui chú Tiểu. Sao mà vui dữ hả? Mới sanh tiền luôn anh. Mới sanh tiền luôn hả? Ồ, đã chứ hả? Ồ, quý cô chú anh chị ơi. Mới sanh tiền. Gì hả? Ồ. Rồi. Quá im rồi, quá im rồi. Gì hả? Ồ, cố gắng lên ha. Ồ, quý cô chú anh chị ơi. Thì chú Tiểu hôm nay có cái tin vui ha, quý cô chú anh chị. Đó. Tin vui đó là gì tí xíu để Duy Minh hỏi thăm chú Tiểu. Đó. Giờ chú Tiểu thắp hương rồi. Đó, xanh tiền rồi. Bà con biết sao gọi là xanh tiền không bà con? Tại vì mình để cái ly hồi sữa lên cúng cho chú xong rồi sẽ chia sẻ cho bà con ha. sữa cho chú ha, và lao mộ cho chú. Thì bữa nay bà con cô bác biết rồi, thì ngày xưa thì khi mà còn cái gạp ở đây nè quý cô chú anh chị, thì có rất là nhiều việc phải làm. Sao anh lau mẫu gì cho anh? Tất cả đã xong rồi đó. Xong rồi à, em có thể lau là được không nữa chứ hả? Dạ được, anh cứ lau thoải mái đi, để không ai cấm anh đâu, anh cứ lau thoải mái đi. Rồi, em cũng xin chúc cho anh và khán giả của anh Hoàng Trân Tâm buổi sáng thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn lúc nào cũng là vui vẻ, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, làm ăn thì ngày càng khoáng trắng. Còn anh bên kia là anh Hoàng Trân Tâm chuyên gia lòng tiếng, bà con cô bác đến từ
Hồng Kông. Em đến từ Hồng Kông đó anh, nhưng mà đại dịch Covid-19 ảnh hưởng quá anh, cho nên em mới trở về Việt Nam đó anh. Và nói chung là khi mà em trở về Việt Nam em cũng muốn trở lại Hồng Kông, nhưng mà đại dịch dập mấy lần cho nên em không về được. Và đặc biệt hiện tại thì em ở bên đây em có bạn gái rồi, cho nên bây giờ không có dám trở lại Hồng Kông. Bởi vì em sợ em mở qua về bản cái người trong tinh trị không có cho em về Việt Nam, cái bạn gái em đi lấy chồng cái là cuộc đời em khổ luôn. Thôi bây giờ chọn cách đó là ở lại Việt Nam. Ây da, nghe nói là tiểu đệ bên Hồng Kông giang hồ lắm đó thôi, đó phải không đó hả? Dạ, ngày xưa cũng dữ lắm đó anh. Trời ơi, nó thằng bóng đi với trong tinh trì là đồng số vai diễn như là sát chết trên cho nguyên ai bắn cái đụng rồi là anh sẽ thấy em lăn từ trên núi xuống, rồi là vai diễn lực của em đó anh. Cái kỳ nổi tiếng luôn đó. Ây da, sáng nay bé mèo làm gì mà thắp hương cho ai vậy chứ hả? Ây da, bé mèo thắp hương giỏi quá thì thôi đó mà. Tại sao có anh Tâm cũng vui quý anh vậy? Đôi khi á, mình gặp một cái người nào á, quý chú anh chị, mà mình đang có tâm trạng buồn phải không, nhưng mà mình gặp cái người đó mà nó vui là mình vui theo ha quý cô chú anh chị, đúng không chị Nhi? Đôi khi tâm trạng mình buồn mà mình gặp cái người đó mà vui vẻ là cái tự nhiên cái nó có cảm giác vui theo, đúng không? Vui theo luôn anh. Anh vui, chú Tiểu lại chia sẻ coi cái vụ này nè, lại coi lại hỏi sanh tiền cái vụ gì nè. Lại đây khán giả, sao sáng anh em vui dữ hả? Sanh tiền vui. Sanh tiền là sao, em phải giải thích từ sanh tiền cho khán giả biết chứ. Sanh tiền là giờ kiếm tiền được rồi. Kiếm tiền được phải không? À. Tức là kênh YouTube của em đã được bật kiếm tiền. À. Hôm qua là em vô, anh thấy em là vô em giá vàng dữ lắm. À, bữa nay là chú trứng rồi phải không? Sanh tiền luôn. Sanh tiền luôn ha, giống như Hải gì đó. À. Hải Bùi đó không sanh tiền vô giá chú quá trời cái gì, chưa bật lên luôn. Đó, vậy là đang kiếm tiền được, cố gắng ra video cho khán giả xem ha. Ừ. Rồi, bị bản quyền luôn. Đó, quý cô chú anh chị, sáng thì có cái nhiều cái vui quý anh chị, là mà vui của người ta, nhưng mình vui lây quý anh chị. Như của chú Tiểu nè, chú Tiểu thì cái kênh YouTube của chú Tiểu hiện tại giờ là sáng nay đã được bật xanh tiền. Quý cô chú anh chị, tức là mình kiếm tiền được trên video. Đó, quý cô chú anh chị. Cũng rất là vui mừng, vui lây, vui ké ha quý anh chị. Vui ké vậy em à, đã được thanh tiền thì em mới có cái động lực để là phấn chấn, để là cố gắng chia sẻ YouTube cho bà con. Thì mấy bữa nay thì Duy Minh cũng phiên em nên cố gắng muốn có chạy nay lên sớm chị. Dạ nay hát nghiệp hả chị? Chị ấy còn làm bây giờ không? Từng nào 2 ngày hả? Trời, kiếm này chết rồi. Một tuần 2-3 ngày thì làm sao mà sống đây? Sắp sửa trong đấy luôn hả? Trời ơi, vụ gì chị? Sao mà chị lên, chị báo tin mới có 2 tin vui vậy, tới tin buồn tới rồi. Đó, cái cuộc sống nhiều khi nó éo le lắm, quý cô chú anh chị ơi. Không phải ai tự nhiên mà muốn đi lên đây đâu ha, quý cô chú anh chị. Nhiều khi là cũng thất nghiệp, rồi buồn quá, rồi lên đây để là muốn gặp chú là vui á quý chú chị. Nói chung là cái sức hút của chú á, nó mạnh lắm. Đó, làm gì nó có cái sự gì là huyền bí á quý anh chị. Tên gặp chú nghe là tự nhiên là xua tan mụn phèn. Đó. Thì ngày xưa bà con cô bác biết rồi, Duy Minh một thờ là làm cái thờ mà còn anh yêu với Duy Minh còn gặp với quý chú chị. Thì sáng thì Duy Minh vô rất là sớm, 4 giờ mấy đã có mặt trong đây. Nhiều khi là không có bóng người, không có bóng người luôn quý anh chị. Anh Toàn thì anh vô sau ha. Anh là Duy Minh vô rồi anh Toàn mới vô. Có khi là anh Toàn vô trước nhưng mà hiếm lắm. Duy Minh vô trước không à. Tại vì lúc đó Duy Minh quay một cái cảnh đầu tiên khoảng hơn nửa tiếng á, là chưa sáng luôn á. Ủa ai hả? Đó, ai tự nhiên câu cổ tôi trời. Dạ chú, đợi chú ấy ha. Tự nhiên là câu gỗ tôi là sao? Rồi. Lau mộ cho chú đi. Không gì không? Ôi chú linh lắm á. Không, chú gì ơi.
nói chung là những cái tấm chân tình mấy anh em mình thì bà con cô bác biết rồi. Đây là mấy anh em là cũng đã lao rồi đó, nhưng mình chỉ lao lại thôi, lao lại quý anh chị. Nói chung là ai đến đây mình lao cũng được quý anh chị ơi, thể hiện cái tấm chân tình giống như là một cái thói quen vậy. Mình không lao không được đó, ngồi đó. Ngày trước sao bả mầu cậu đi ăn hả? Ai nấu? Bình Lợn hả? Lên đây là kiếm tiền. Đúng rồi, lên đây kiếm tiền mà. Mình cũng kiếm tiền chứ có gì đâu, mình ngại chị. Mình kiếm tiền mình nó kiếm tiền có gì đâu. Mình kiếm tiền trên cái sự lao động của mình, chân chính của mình, mà mình đâu có ăn cắp ăn trộm của ai đâu mà sợ. Đúng không chị Nhi? Chị Nhi hơi buồn à. Buồn thương chiếc áo năm nào bước đôi bờ dài, chị Nhi vẫn đứng trong hoài nữa đàn em. Chậm chờn xa xa nghe đồn em về đậu làng, lòng buồn mến mang lệ rơi. Không có gì không phải buồn hết á quý cô chú chị, vì mình nhờ có mấy người chị, mấy khán giả rất là trung thành và rất là yêu quý Duy Minh, động viên Duy Minh, nên Duy Minh không bao giờ buồn quý chú chị ơi. Khi những khán giả đó không còn yêu quý Duy Minh, không còn động viên Duy Minh nữa, lúc đó Duy Minh mới buồn đó. Chứ còn khán giả, còn người yêu quý mình, mình cứ làm theo việc của mình, làm theo cảm tính của mình, làm theo cái gì chân thật nhất của bà con cô bác ở đây. Thôi Duy Minh cũng xin chị Nhi là chị buồn rồi đó. Chị nghe người ta nhắn tin chị buồn rồi. Đó. Đâu rồi chị? Em để hỏi chị đi. Ai đây? Hả? Hello chị. Con gì hả? Gì hả? Quen hả? Dạ. Quen. Con thắp hương ha. Nam mô A Di Đà Phật. Tưởng giếng sâu anh nói sợ dây dài, hai đâu giếng cạn. Nam mô A Di Đà Phật. Chứ hai đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợ dây. Chị Nhi, chị Nhi liếc, chị Nhi nhìn, chị Nhi bịch cổ vàng rồi, chị Nhi liếc rồi, giờ bịch cổ vàng rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng nay đó là mình giống như bị điên vậy đó quý chú chị.
nửa vui nửa buồn, nửa buồn nửa vui. Nam mô A Di Phật. Không biết tâm sự cùng ai, tâm sự với chú thì chú đi rồi, chú đi về núi rồi. Nam mô A Di Phật. Mình tâm sự với mấy ông quá. Đúng rồi. Nam mô A Di Phật. Cho em thắp hương cái gì Nhi? Nam mô A Di Phật. Buổi sáng cũng bắp hà ơi soi hả? Ủa vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi đừng có hát. Cái gì nữa rồi? Con đừng đứng lên mộ nha. Hả chú đi đi. Để chú đi. Hả ủa cái gì vậy? Sáng kỳ nhi vậy. Bảo nghe người ta nhắn tin với ta nói bám mộ gì, ăn gì trên mộ gì đó. Bỏ buồn rồi đó. Nam mô Phật. Nhưng mình nghĩ cái đó không nên buồn đó. Dù gì cũng có khán giả mình hiểu mình, những người chị, những người anh, những người cô bác, những người khán giả, người ta buồn người ta. Nếu mà bà con cô bác mình nói sợ động chạm với chúng chị, thôi tiếng sau mình nghĩ nói luôn đi. Nam mô A Di Phật. Những cái comment đó để dành cho những người mà ở nhà với chúng chị. Tại sao người ta bỏ cái công cán người ta đi đến đây, ta vừa thắp hương, ta vừa làm này làm kia, quét dọn mộ. Tại sao bà con cô bác không nhìn nhận vô cái tích cực, Nam mô Phật, mà nhìn nhận vô cái tiêu cực của người ta? Không vậy đó. Tại sao mà không có những người ở đây, làm sao mà bà con cô bác xem được, Nam mô Phật, những cái tình tiết, những cái sự việc ở đây nó xảy ra như thế nào? Và mộ của chú bà con có xem được không? Và những vị khán giả mà comment đó có xem được không? Nói gì mình hỏi thật luôn đó. Nam mô Phật. Có không có anh em mình những vị khán giả mà comment như vậy á, có xem được hay không? Có xem được từ ngày đầu tới bây giờ trong suốt 6 tháng qua. Có xem được những cái tình tiết ở đây, sự kiện ở đây không? Nam mô Phật. Bà con có biết được không? Đó là bà con một số bà con thôi. Chứ như mình bên kênh của như mình thì ít có người nói lắm. Không có cái gì. Có chị với mấy chị mới đọc comment đó, chị Như mới đọc comment đó. Nam mô Phật. Những cái comment đó là những cái comment mình nghĩ là anti fan thôi đó. Nam mô Phật. Nam mô gì Phật. Còn những vị khán giả mà theo dõi mình á từ đầu mùa tới cuối mùa á, Nam mô Phật, người ta sẽ không có comment gì đâu, người ta biết mà. Nam mô A Di Phật. Cái người Việt Nam mình cũng ngộ lắm ha quý cô chú anh chị. Nó ngộ lắm. Cái hướng tiêu cực không nhìn, muốn nhìn theo cái hướng tích cực. Ủa cái hướng tích cực không nhìn. Nam mô Phật. Muốn nhìn nhận cái sự việc bằng cái hướng mà tiêu cực không à. Đó. Nó ngộ lắm. Những cái tốt của người ta không nói đâu, nói những cái xấu của người ta ra không à. Ngộ. Nam mô Phật. Không phải những cái xấu mà những cái mà trong cái bề mặt tốt đó, sẽ có cái bề mặt xấu. Ồ quý anh chị, mà nó thật ra cũng không có xấu gì nữa. Anh em mình đến đây là một youtuber, ví dụ bạn đặt bạn vô là một người youtuber chuyên đi chia sẻ những thông tin, những sự kiện thôi coi. Bạn có đến đây không? Nam mô A Di Phật. Mà Duy Minh để ý có một số anh em luôn chia sẻ đây rồi, cái gì nhà nói là bám ở đây. Bám ở đây vì nhờ có sự nổi tiếng của ông mới quay, không có nổi tiếng sao quay. Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, thì ông nổi tiếng mới quay, chứ không nổi tiếng họ tiếng sao quay. Nó đơn giản yêu quý của chúng vậy. Ví dụ như người mắt thường thì mình quay qua cái hồi thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Còn chú thì cũng có nhiều cái câu chuyện đó. Câu chuyện nó hay hơn thì mình phải tìm hiểu chứ quý chúng chị. Tìm hiểu một người mà vĩ đại gì nên mình phải nên tìm chứ, đúng không bà con? Bởi vì nhiều cái thì cũng buồn mà nhiều cái cũng vui. Vui thì luôn luôn lúc nào cũng có khán giả. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng có anh chị động viên mình rất là vui vì được như vậy đó.
sẽ cố gắng quý anh chị, không nhìn cái gì đó mà mình từ bỏ ha. Thì một hai hôm nữa thì Duy Minh sẽ đi về núi và sẽ lên đó để chia sẻ về cái câu chuyện của chú Vũ Linh về cái nơi cái núi nào, điện nào để cho bà con cô bác xem Nam Mô A Phật, và có thể là ghi hình lại hỏi thăm chú về những cái câu chuyện ha. Thì tâm linh thì có bà con nào tin không? Tâm linh thì cũng có tin, nhưng mà phải biết cái đâu là đúng đồ thật mới tin ha quý chương trình, kẻo hôm mai cũng bị nhầm. Vậy là sáng nay là vui đúng không? Vui rồi quý anh chị. Sáng là chú Tiểu là có động lực rồi đó quý anh chị. Mấy tháng nay là mới được bật kiếm tiền, tức là tải từ đây video của chú Tiểu sẽ ra nhiều hơn đó, để có tiền đó quý anh chị, để nó bà con bác khi mà làm cái YouTube cũng không phải là chuyện dễ nha quý cô chú anh chị. Phải trải qua bao nhiêu tháng chờ là phải bị chữ còn nhiều nữa hả? Em sẽ vô được cái cảm giác của YouTuber ha. Đó. Từ em cũng sẽ hiểu hả? Từ em sẽ hiểu đúng rồi. Và em sẽ cố gắng lên nha. Đó. Cố gắng lên đi, vượt qua tất cả. Cái dư luận. Thì Duy Minh cũng xin cố gắng để là chia sẻ những thông tin. Mình sẽ cố gắng lên Minh. Chia sẻ tài mẫu của chú cho bà con cô bác xem nhé. Sáng chú Tiểu vui quá, chú Tiểu cười hoài luôn á. Không quý chú chị. Chú Tiểu cười hoài luôn. Còn đây là những cái đèn. Còn cái đèn này quý chú anh chị á. Từ trước tới giờ thì đã đợi mấy tháng rồi. Quý chú anh chị. Tại vì sao mà quý chú anh chị, tại vì sao mà có cái đèn này, Duy Minh cũng nói luôn nè. Có là nhiều khán giả đề xuất bên Hà Viên, người ta là xin lại không có ấy nha quý chú chị, nhiều khán giả quá người ta yêu cầu á nó, cho nên là mình biết được cái thông tin này mình chia sẻ cho bà con cô bác luôn ha, chứ anh em mình hoàn toàn không yêu cầu nha, hoàn toàn. Thì khi mà anh Tường xuống là anh Tường kêu dẹp là mấy anh em mình dẹp liền á quý chú chị, nó anh em mình không có yêu cầu ở lại nha, anh em mình còn yêu cầu là cái nào nó gọn gọn thôi, chùa là hai cái là gọn gọn thôi quý chú chị, là khán giả thấy đẹp quá cho nên là nhiều khán giả mới là yêu cầu anh, là anh mới là bên ban quản lý sao trên nó không biết nữa là ta mới ấy thôi nó quý chú chị, chứ không phải là anh em mình yêu cầu đâu, chưa chắc anh em mình yêu cầu mà bên ban quản lý người ta duyệt đâu, người ta xem theo khán giả quý chú chị, tại vì video của Duy Minh á luôn luôn lúc nào cũng có ban giám đốc nè, ban quản lý hoa viên người ta xem hết đó quý cô chú anh chị, nhiều khi khán giả mà ta yêu cầu nhiều quá comment á hoặc là như thế nào đó là có tác động vô là người ta sẽ xem xét lại quý cô chú anh chị đó. Cái cây này là quý cô chú anh chị thì hoa đã rụng rồi thì nó sẽ ra những cái ra những cái lá hoa mới, cái lá mới nha quý cô chú anh chị. Nè, cái này thì nó cũng đã héo và nó sẽ ra những cái lá mới này quý anh chị, đó là những cái lá non ha, cái hoa này nó phải tàn, nó nở hết nó phải tàn quý anh chị, nó tàn xong rồi nó sẽ ra là cái đọt non giống như cái này nè quý anh chị nè, tàn xong nó ra những cái đọt non nè quý anh chị, nó ra hết cái đọt non này nó sẽ ra hoa tiếp quý anh chị, theo như Duy Minh là biết là như vậy. Nó sẽ như những cái cây nè, như rồng ông rồng bên đây vẫn tốt ha, vẫn tốt tại sao lại rụng hoa hết, là tại vì sao quý anh chị, ở đây là còn có mấy cái con Duy Minh thấy mấy cái con kiến mà cái kiến cánh bự bự á là nó cắn nha quý anh chị, Duy Minh thấy nó cắn luôn, bữa đó Duy Minh có xem rồi, nó cắn những cái này là nó cắn nè đó quý chú anh chị, nó cắn lá cắn nè, còn những cái hoa này nó sẽ tàn theo thời gian xong rồi nó sẽ ra cái mới ha. Đây nè, nó sẽ ra những cái mớ nụ mới nè. À quý anh chị, nó ra những nụ mới gì đó, cho nên là chị nhiều khi quay gì đó bà con cô bác thấy cũng điêu tàn,
Nhưng thật chắc là nó không phải vậy đâu quý cô chú vị, nó phải úa rồi, nó tàn rồi, nó phải ra cái mớ lại. Dưới mấy ngày nay trời mưa á, vì mình nghĩ nó động nước hay sao quý cô chú vị. Ở bên đó mấy cái cây đó nó muốn động nước á. Đó, để cho nó rút nước từ từ. Đó, quý cô chú vị. Sáng nay là mấy anh em mình cúng kiến xong hết hả quý cô chú vị, cà phê đi, cà phê sữa của Duy Minh, cà sữa của anh Hoàng Trương Tâm, rồi bắp hầm gì, rồi bánh của Tý, đó đã xong hết rồi quý cô chú anh chị ơi. Sáng nay cũng có sự vui có buồn có ha quý cô chú anh chị. Thì video buổi sáng đến nay là Duy Minh sẽ xin kết thúc, và sáng nay sẽ cúng lớn ha quý cô chú anh chị. Duy Minh sẽ dường lời cho anh cũng lớn anh yêu, anh cũng lớn ở bữa nay đó quý chú anh chị. Thì bà con cô bác xem video cảm thấy có ý nghĩa thì cho Duy Minh một đăng ký, một like ha quý chú anh chị, và nhớ ủng hộ kênh Duy Minh, chia sẻ để Duy Minh có cái động lực để chia sẻ cho bà con cô bác gần xa trong ngoài nước được xem qua mà nhỏ Duy Minh ha bà con. Giờ ngày mới thì xin chúc bà con cô bác thật là nhiều sức khỏe, và luôn luôn lúc nào cũng gia đình cũng là được đầm ấm hạnh phúc hết. Xin chào bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.